Rồi em xin tổng chào tất cả anh chị em bà con đã quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ của anh em ha. Thì lời nói đầu tiên em xin chúc toàn thể anh chị em bà con mình có một cái sức khỏe thật là tốt, một công việc làm ăn mua bán thật là thuận lợi và suôn sẻ, gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống này cũng như là nhiều điều ý nghĩa hơn, tốt đẹp hơn trong cuộc sống này. Thì hôm nay bãi xe của em mới về thêm một con Taco Toner rồi 2012, xe còn khá là liền lạc, thì em sẽ quay chi tiết cái xe để gửi đến anh chị em bà con mình cùng xem con xe này như thế nào. Mọi thông tin chi tiết bà con cứ liên hệ sớm số 0988 454 318 nha mọi người, để có thông tin về xe và để có được cái giá ưu đãi tốt nhất cho mọi người. Thì con xe này em cần giá, em cần ra đi là 84 triệu hay còn gọi là 84 triệu, nhiều người bắt bẻ, cho nên là bà con cứ nhanh tay liên hệ sớm với em để có giá tốt nhất cho mọi người nha. Thì con xe này nói chung là mới vừa về được khoảng 5-7 bữa gì rồi, nhưng mà công việc nó khá là nhiều cho nên là xe mới vừa đăng kiểm bảo hiểm luôn, cho nên em rảnh em quên sóng cho bà con mình cùng xem. Đây con số con này, máy móc con này khá là ok, bình thì để ngoài đường cho nên là em tháo ra rồi nha. Thì em sẽ tổng thành chi tiết cái xe này để gửi đến anh chị em bà con mình cùng xem, cùng tham khảo con xe này có như thế nào. Và đây là cái phần thùng nha mọi người, em sẽ đi sâu vào cái phần thùng cho bà con mình cùng xem cái phần thùng này như thế nào nha. Thì bà con nào thật sự ưng ý con xe này thì cứ alo cho em, chốt cọc cho em con xe này, em sẽ giữ xe cho anh chị em bà con mình từ 5 đến 7 ngày để anh chị em bà con mình á sắp xếp thời gian cũng như tiền bạc rước em nó về phục vụ công việc làm ăn mua bán của mình. Thì con xe này cái mức độ tiêu hao nhiên liệu của nó thì 100 cây nó tầm khoảng 8 đến 9 lít nha mọi người. Nói 7 lít thì sai, ai mà tả 7 lít thì sai quá sai ha. Nó thì tầm khoảng 8 đến 9 lít, nhưng mà cái đó là lúc mà mình chở hàng nha. Còn nếu mà mình không chở hàng thì có thể nó sẽ ít hơn, vì thực sự cái xe nhỏ cho nên cái trọng tải nó, thì con này 700 kg nha mọi người. Đây ha, đây là phần thùng sàn đó nè. Đó, đây là phần thùng sàn của nó nha mọi người. À, thùng sàn nó còn khá là liền lạc ha. Nói chung công việc nó khá là nhiều. Bà con thực sự ưng ý con xe này thì nói chung mấy cái chỗ nào mà chạy xước sơ sơ đó, bà con mình muốn em dậm em bát thì em sẽ dậm bát luôn cho mọi người, để bà con mình lấy được về những cái con xe thật sự nó mới mẻ, nó đẹp nhất nha. Anh chị em bà con nào ưng ý con xe này cứ alo cho em qua số là 0988 454 318 nha mọi người. Em sẽ tổng thành chi tiết cái con xe này cho mọi người cùng xem. Đó, đây là đi sâu vào cái phần nội thất cabin nó như thế nào. Thì con xe này nói chung em đã tháo bình ra rồi nha, cho nên là không có đề máy cho bà con mình, thì cho bà con mình cùng nghe âm thanh tiếng máy như thế nào. Thì bà con nào thật sự mình yêu thích con xe này rồi á, em quay em tả xe rất là chính xác, cho nên bà con mình cứ yên tâm đến là xem là mua thôi chứ không có phải bàn cãi gì hết á. Nhiều anh chị em bà con mình xem những cái video xe của em á, sao mà nói xe nào quay lên cũng nói bán rồi hết. Thật sự cái giá tốt thì nhiều người ta đang có nhu cầu mua cái xe đó, và người ta thấy cái giá cả hợp lý thì người ta chốt cọc liền cho em luôn ha. Đó, những cái phần ghế này nè, đó nó hơi rách, bà con nào thật sự chốt cọc qua em sẽ may cho bà con mình cái ghế mới luôn, cho bà con mình thấy nhận được cái con xe thật sự hoàn hảo ưng ý nhất đó. Cái phần này thì nói chung xe về khá là nhiều, em chưa có rửa được, cho nên bà con nào ưng ý thì em sẽ dọn rửa sạch sẽ hết cho mọi người, cho bà con mình nhận được cái xe nó thật sự mới mẻ hết. À, sơn rin con xe này thì còn khoảng 60% thôi nha. Đó, xe tải thì sơn rin nó nhiêu đó là khá là ok rồi ha. Thật sự nhiều lúc em quay lên những cái xe mà sao, tại sao nhiều anh chị em bà con mình nói để 2-3 ngày nữa hay gọi mua, thì thật sự rất là chậm luôn. Thì bà con là thật sự ưng ý con xe nào cứ nhanh tay gọi điện cho em để đặt cọc cho em, chốt cọc cho em sẽ giữ xe. Còn nếu mà không có cọc thì ai đến trước, ai có trước thì em sẽ bán trước cho người đó, cho nên bà con mình thông cảm nha. Vì công việc của em là nó như vậy, ai tới trước thì mình phải bán trước cho người đó, chứ không thể nào mình hứa hẹn rồi quên ha. Hứa thật nhiều, thất hứa thì cũng thật nhiều ha. Con xe này đăng ký bảo hiểm mới. Đó, những cái chỗ này chày xước nha, nó chày xước sơ sơ nè. Cái này thì bát thì nó sẽ hết nha. Còn mấy cái nào bà con mình thích em dậm cho nha. Đó, mấy cái chỗ này ha, cho nên em tả xe chính xác để bà con mình tới không có phàn nàn về cái vấn đề là chở xe có chính xác không có chính xác nha. Cái này là chắc cho cây nhang nè mọi người, anh chị em bà con mình thắp nhang á, cho nên cũng không có để ý vấn đề đó. Nhiều lúc gió nó ngã vô rồi nó bị bỏng ở chỗ đó.
xe thì nói chung còn khá là hoàn hảo nè. Nói chung cái độ hoàn hảo của nó không phải như cái xe mới nha mọi người. Cái xe cũ thì như vậy là khá là hoàn hảo rồi ha. Đó. Cái phần tappi nó thì nói chung nó hơi nhăn nheo, nhìn nó như bà già đó. Mà cái này không sao nha. Cái này thì nói chung anh chị em bà con nào mình kỹ thì mình về thì mình lợp lại cái da mới, nhìn cho nó sang trọng hơn, nhìn nó giống như là mấy em gái 18, nhìn cho nó mất mắt tí xíu. Đây. Và đây là phần ghế nha. Phần ghế này anh chị em bà con nào mình ưng ý thì em sẽ lót cho bà con mình cái ghế mới. Nói chung á, mấy cái dòng xe tải nhỏ này nè, dòng Trung Quốc nè, hay là cái dòng Giải Phóng, hay là cái dòng xe gì đó, nhưng mà chung dòng Trung Quốc Pinasuki đồ á, thì nó cũng xài chung cái một loại cầu số, nó là Suzuki nha mọi người. Cho nên hôm nay em nói luôn, nhiều họ nhiều anh chị em bà con mình nói không có tin. Thật sự nói bà con mình ra không có tin, nói ừ thằng này bán xe Trung Quốc mà sao nó nói cầu số Isuzu, vì nói chung là cái xe này thì bây giờ nó liên danh hợp tác, cho nên là nó mấy cái đó, mấy cái xe của Nhật có thể gáp vô xe Trung Quốc đàng hoàng được hết, cho nên bà con mình đừng có hiểu lầm nha. Nói chung là bây giờ nó liên danh hợp tác, cho nên là nó hợp tác làm ăn với nhau là nó có thể sản xuất ra những cái đồ đó để nó bán phụ tùng cho. Vì thật sự xe Nhật ở mình, dân mình chạy còn khá là ít. Người ta chủ yếu người ta chạy xe Trung Quốc nhiều. Vì sao? Vì thật sự cái dân Việt Nam của mình, ngay chính em là cũng dân Việt Nam, rất là nghèo khổ luôn. Rất là nghèo khổ để mới mua những cái xe Trung Quốc về chạy. Và nói chung đồ Trung Quốc không phải mình chê gì, nó cũng dễ sửa sang, đồ nó cũng rất là dễ thay thế và rất là rẻ luôn mọi người. Em đây nhiều lúc em mua cái xe về em sửa cái này sửa cái kia, sửa rất là nhiều luôn, mà thật sự cái đồ Trung Quốc nó rất là rẻ, nó khá là rẻ. Nó là tầm khoảng 5-7 triệu rồi bạc, như ví dụ máy móc rồi nãy hư hay là gì đó, mình bỏ ra 5-7 triệu là mình xà, mình mua cái đồ Nhật mình ráp vô là rất là ok luôn. Cái đó là chỉ nói, đừng có nói là làm máy nha, làm máy nó tùy theo cái đồ mình thay thế nó nha, chứ không phải là cái nào cũng vậy nha. Nhưng mong bà con mình nghe và hiểu giùm em nha mọi người. Đó. Xe thì nói chung tổng quan cái xe thì em đã quay hết rồi đó. Mong bà con mình thật sự ưng ý con xe này thì cứ alo cho em nha. Đây, phần vỏ lốp ở đây nè. Vỏ lốp đó ha. Vỏ lốp còn rất là đẹp đây. Máy móc nó ha. Đó. Bà con thật sự ưng ý con xe này thì cứ nhanh tay gọi điện cho em nha mọi người. Rồi em sẽ kết thúc cái video ở đây. Mong bà con mình phản hồi tích cực lại cho em. Rồi em xin chúc toàn thể anh chị em bà con mình có một cái sức khỏe thật là tốt, một công việc làm ăn mua bán thật là thuận lợi và gặp nhiều điều may mắn trong năm mới nha. Rồi xin tổng chào tất cả mọi người.